Sáng ngày 28 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, khóa 11, 2019-2024 đến dự có ông Phan Văn Mãi, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Kim Yến, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Kim Yến cho biết, trong 6 tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương thành phố. Sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các tổ chức thành viên qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 bằng các nhiệm vụ giải pháp cụ thể ngay từ những ngày cuối năm 2022. Thành phố đã nỗ lực nghiên cứu đề xuất phối hợp và được Trung ương ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp cho thành phố Hồ Chí Minh khắc phục kịp thời những khó khăn, điểm nghẽn Đặc biệt hội nghị đã nghe bài phát biểu quan trọng của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã động viên ghi nhận những kết quả đạt được và gợi mở định hướng các nội dung, giải pháp đối với công tác mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2023 và giai đoạn tiếp theo. Cuối chương trình đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng cấp nhà nước đến các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động an sinh xã hội, trong đó tiêu biểu nhất là hoạt động trong công tác phòng chống COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.